Khi về già, cha mẹ cho con ba tài sản này còn quý hơn vàng. Quý vị thân mến, cha mẹ luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cháu mình. Trước đây nhiều người vẫn luôn quan niệm rằng dành cả đời làm lụng với mong muốn có được mảnh đất hay khoản tiết kiệm dành cho con cháu, thậm chí là cả biệt thự, xe sang. Họ cho rằng chỉ cần con cái mình giàu là đủ. Song với tư duy nhìn xa trông rộng, nhiều bậc phụ huynh xác định rõ gia sản con cái thừa kế không phải là vật chất. Đối với họ, ba tài sản sau đây mới thực sự đáng quý để thừa kế. Cùng lắng nghe những chia sẻ và suy ngẫm quý vị nhé. Thứ nhất, sự biết ơn. Trong xã hội hiện đại, có rất nhiều người không cảm nhận được hạnh phúc của mình. Hễ không vừa ý là oán trời, trách phận, oán cha mẹ, oán người khác. Họ cho rằng tất cả mọi chuyện mà người khác làm cho mình đều là lẽ đương nhiên. Nhưng thực ra trên đời, chỉ có cha mẹ mới là người tốt với bạn vô điều kiện, cho bạn mọi thứ mà không đòi hỏi gì hết. Thế nên cha mẹ nên dạy con sự biết ơn và trân quý những gì đang có. Chỉ có như vậy, đứa trẻ mới không trở nên ích kỷ, tư lợi và biết hài lòng với cuộc sống của mình. Thứ hai, khả năng tự lập. Dẫu là một tỷ phú, song Warren Buffett không hề để lại nhiều tài sản cho các con của mình. Thay vào đó, ông đã hiến tặng 85% tài sản cho việc làm từ thiện. Một phóng viên người Mỹ đã từng phỏng vấn Buffett và nói ông đã hiến tặng phần lớn tài sản của mình. Ông sẽ để lại gì cho các con? Buffett trả lời, tôi đã trao số tài sản quý giá nhất của mình cho các con. Hàng trăm triệu không mang lại nhiều khả năng và sự phát triển của con người. Ngược lại, nó sẽ tiêu hao đi niềm đam mê và lý tưởng. Ở một khía cạnh nào đó, tiền bạc chỉ là một dãy số vô nghĩa. Chỉ có tính cách lạc quan, tự tin, can đảm và siêng năng mới có thể gặt hái được hạnh phúc và làm giàu cho cuộc sống. Điều mà ông thừa kế cho các con của mình đó là khả năng tự lập để có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Theo quan điểm của ông, kẻ được chống lưng đều sẽ gục ngã. Cha mẹ chỉ là người định hướng cho con và không thể đồng hành cùng con trong suốt quãng đời còn lại. Vì thế, ông dạy con cách tự tìm chuyên ngành, công việc theo sở thích để có thể tự kiếm sống. Khi các con gặp khó khăn, ông không dùng tiền để giải quyết. Thay vào đó, ông sử dụng kinh nghiệm và trí tuệ của mình để cho chúng lời khuyên. Còn lại, sự quyết định ông đều cho các con các lựa chọn. Buffett từng khẳng định, nếu bạn cho chúng đủ tiền và để chúng làm bất cứ điều gì chúng muốn, điều đó sẽ khiến chúng không làm được gì cả. Đúng vậy, cha mẹ không thể che chắn suốt đời cho con cái. Dạy cho con sự tự lập để chúng có đôi cánh cứng cáp chính là tài sản quý giá nhất. Thứ ba, thói quen đọc sách. Do Thái luôn nổi tiếng là dân tộc thông minh và giàu có hàng đầu thế giới. Danh xưng này không phải đến một cách ngẫu nhiên và cũng không phải do họ có một gen di truyền đặc biệt. Tất cả phụ thuộc phần lớn vào thói quen đọc sách. Sách mang đến cho họ những kiến thức, trí tuệ, những giá trị tâm hồn. Từ đó, rèn giũa sự thông minh và phát huy tính sáng tạo. Chính vì thế, ngay từ khi còn nhỏ, các bà mẹ Do Thái đã tạo cho con thói quen thích sách bằng cách dùng mẹo nhỏ giọt mật ong lên cuốn sách để thu hút các em nhỏ. Bằng cách này, họ đã dạy con rằng sách là một điều rất đỗi ngọt ngào và thơm tho. Thực tế, việc đọc sách đem lại cho chúng ta lợi ích tuyệt vời. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway là một trong những người giàu nhất thế giới nói rằng ông dành khoảng 5 đến 6 giờ mỗi ngày để đọc ít nhất 5 tờ báo và cũng đọc qua các trang tài liệu tài chính mỗi ngày. Ông ước tính 80% thời gian làm việc trong ngày
dành cho đọc sách. Thậm chí khi được hỏi làm thế nào để có thể thông minh hơn, Buffett đã cầm lên một tập giấy dày và nói: đọc 500 trang sách mỗi ngày. Đó là cách tích lũy kiến thức, bồi dưỡng sự thông minh. Vậy nên, để bồi dưỡng thói quen đọc sách cho trẻ, cha mẹ nhất định cung cấp cho con không gian đọc sách tốt nhất. Đặc biệt, bản thân cha mẹ cũng phải làm gương cho con bằng cách tự mình rèn luyện thói quen đọc sách. Nếu trẻ có thể tìm được một vùng đất yên tĩnh của tâm hồn trong văn chương, thì có thể xem đây chính là sự giàu có trong tinh thần mà hiếm ai có được. Quý vị thân mến, là cha mẹ, nhiều người nghĩ rằng chỉ cần cố gắng làm việc và tích lũy để lại cho con cái thật nhiều tài sản là đủ rồi. Nhưng họ lại không biết rằng nếu cho con tiền bạc không đúng cách sẽ khiến con cái nảy sinh nhiều thói hư tật xấu. Sau đây là ba loại tiền mà các bậc phụ huynh nên tiết kiệm với con cháu. Càng cho lại càng phản tác dụng. Đầu tiên, tiền để chi tiêu phung phí. Nhiều bậc cha mẹ thương con có tâm lý hy sinh cả cuộc đời cho con cái. Họ sống tiết kiệm cho mình, nhưng với con cái thì không tiếc điều gì. Ngay cả khi con đã khôn lớn, họ dành dụm từng đồng một, sống rẻ sẻn, nhưng lại sẵn sàng chi tiền cho con cái vì mong con được bằng bạn bằng bè, có cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên điều này đôi khi lại phản tác dụng. Những đứa con sống trong cảnh đủ đầy đôi khi không ý thức được sự vất vả của cha mẹ mà nảy sinh thói sống hoang phí, đua đòi. Nếu không biết kiểm soát chi tiêu thì rất dễ kéo theo nhiều tai họa. Do đó, cha mẹ thương con nhưng đừng nên cho con cháu những khoản tiền cho những việc không thiết thực vì rất dễ làm hư con cháu. Bên cạnh đó, khi về già, nhiều cha mẹ có suy nghĩ muốn để lại nhiều tiền bạc của cải để thế hệ sau bớt vất vả và sống êm ấm. Tuy nhiên, dạy con cách câu cá, chứ đừng tặng cá cho con. Việc phụ huynh bỏ ra tiền bạc, công sức chỉ giải quyết được một phần vấn đề, chứ không phải là mấu chốt quyết định hạnh phúc trong cuộc đời của con cháu. Do đó, hãy suy xét một cách cẩn thận trước khi đưa ra quyết định của mình. Điều thứ hai, chi phí sinh hoạt. Cha mẹ luôn thương yêu con cái của mình một cách vô điều kiện. Lúc về già, họ cũng không muốn con cái vất vả nên thường giúp đỡ con tiền sinh hoạt. Tuy nhiên, con cái cần phải tự trưởng thành và chăm lo cuộc sống của bản thân, nên cha mẹ không cần thiết phải đưa chi phí sinh hoạt cho con. Trong trường hợp con cái có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ có thể hỗ trợ một phần. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, con cái không chịu cố gắng làm ăn mà trở nên phụ thuộc vào khoản sinh hoạt phí này của bố mẹ. Dần dần, họ sẽ xem việc bố mẹ đưa sinh hoạt phí cho mình là điều đương nhiên và đòi hỏi điều đó nếu không được đáp ứng. Thứ ba, tiền để trả nợ. Hiện nay, bên cạnh những người con báo hiếu bố mẹ khi về già, cũng không ít những trường hợp con cái được cha mẹ nuôi đến tuổi trưởng thành, chẳng giúp được gì, lại còn mang về nhà những khoản nợ. Nhiều bậc phụ huynh vì không muốn nhìn thấy cảnh con cái khó khăn, khổ sở, nên đã giúp con trả nợ. Tuy nhiên, việc làm này không phải là hành vi thích hợp nhất, bởi vì sẽ khiến họ có suy nghĩ ỷ lại vào bố mẹ mà không chịu cố gắng lao động, không có trách nhiệm với hành động của bản thân, từ đó dễ phạm thêm sai lầm. Thay vì cho con những loại tiền bạc trên, thứ tốt nhất cha mẹ để lại cho con cái chính là cách giáo dục tốt, để chúng có thể tự học cách kiếm sống và cách làm người. Cha mẹ có tầm nhìn xa nên hào phóng để lại cho con cái hai loại của cải là một trái tim biết ơn và thái độ sống tích cực, lạc quan để con cái tích lũy sự thịnh vượng về sau. Trong hành trình dài của cuộc đời, ai cũng sẽ ít nhiều gặp phải những khó khăn nhất định. Không có gì đảm bảo con cái có thể sống mà không phải lo nghĩ, lo lắng. Do đó,
Cha mẹ thông thái nên để lại cho con trẻ dũng khí đương đầu với khó khăn và thái độ sống tích cực, lạc quan. Phẩm chất lạc quan, tích cực sẽ giúp con cái có đủ niềm tin và động lực để tự mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Còn biết trân trọng và biết ơn sẽ khiến con cháu càng ngày càng giàu có. Làm người biết ơn, bạn sẽ được hưởng phúc cả đời. Trân trọng và biết ơn là vẻ đẹp từ trái tim của một con người. Nuôi dạy những đứa trẻ biết ơn là phước lành lớn nhất cho một gia đình.